nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Đây hơn 2.000 năm, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và bí tích thể chức trong bữa tiệc ly cuối cùng với các môn